mê đắm Blackpink, cô gái có pha xử lý cực đỉnh khiến ai nấy đều phải há hốc miệng vì quá khét. Nhắc đến Blackpink thì chắc không cần phải giải thích thêm về độ hot của bốn cô gái nữa rồi. Là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới, team đen hồng đi đến đâu là càn quét trái tim của fan đến đó. Là fan của Blackpink, mỗi người sẽ có những cách thể hiện sự yêu thích thần tượng riêng. Người thì cover các vũ đạo cực chất, cực viral của nhóm giống như là Á Hậu Phương Nhi này. Bạn thì học hát để ngân nga theo giai điệu các ca khúc tủ của Mark Blackpink. Đơn giản nhất là mua poster hoặc sưu tầm các đồ vật có hình ảnh của thần tượng. Còn dùng dịnh hơn thì mua vé đi dự concert của bốn cô nàng để quẩy nhiệt cực chất. Cơ mà có nằm mơ thì cũng không ai nghĩ được sẽ có người cover layout make up của nhóm chỉ vì quá u mê nhan sắc của các cô gái nhà YG đâu nhỉ. Thế mà cô gái này đã làm vậy đấy. Một chiếc clip biến hình cực độc đáo khi nàng ta make up và biến bản thân mình thành các thành viên trong nhóm. Mà không chỉ một người đâu, bốn người với bốn vẻ đẹp khác nhau đều được cô nàng biến hóa khôn đường khiến ai nấy phải trầm trồ. Trình độ make up đến tầm này kể cũng thượng thừa phết. Đúng là Blink, ai cũng chất lượng nhỉ. Bạn nào là fan của Blackpink thì điểm danh nào. Tiện thể kể xem bản thân thích thành viên nào nhất cùng 8TV nữa nha. Và đừng quên like kênh để cập nhật thêm những tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.